Tử vi tuổi Tân Hợi 1971, tháng 8 âm lịch năm 2021. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người nắm bắt được vận mệnh, công danh sự nghiệp của mình. Quý vị thân mến, đừng coi thường con giáp này trong tháng 8 âm lịch, chắc chắn họ sẽ đổi đời, giàu sang, mua nhà, bất kể cuộc sống có ra sao. Vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn mới thực sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người một số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra sẽ được sung sướng, chắc chắn sẽ được sung sướng cả đời. Ngược lại, không phải ai khổ cũng sẽ phải chịu số phận lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong số những ít những con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu nhanh chóng. Nếu biết cân đong, đo đếm, chắc chắn cẩn thận, tỉ mỉ. Người xưa đã nói, cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực, 3 phần may mắn. Chính vì vậy trong 12 con giáp sẽ có những con giáp được trọn vẹn điều đó trong tháng 8. Bất kể cuộc sống người khác ra sao, nhưng riêng tuổi Tân Hợi, hãy cố gắng, nỗ lực hơn một chút. Cuộc sống sẽ được thay đổi hoàn toàn, gặp nhiều may mắn, viên mãn đủ đầy. Cụ thể chi tiết vận trình sẽ ra sao, mời quý vị hãy cùng theo dõi nghe sau đây. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Tân Hợi 1971 mệnh thoa xuyến kim là người khá bốc đồng nên sẽ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn, chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này chọn chữ Tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Bước sang tháng 8 âm lịch, tâm thế, vận thế của người tuổi Tân Hợi cực vượng, quý nhân trợ giúp sẽ giúp gia chủ có những hướng đi tích cực trong sự nghiệp, giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt, khiến bản mệnh không phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, cần phải phân tích rõ những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Tuy nhiên, với những người tuổi Tân Hợi ở độ tuổi này, sự nghiệp hay tài lộc không còn là vấn đề. Gia chủ đã trải qua hơn nửa đời người, vất vả, bươn trải cơm áo gạo tiền. Thời gian này là khoảng thời gian tốt để gia chủ quan tâm đến sức khỏe và gia đình. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Tân Hợi trong tháng khá ổn định, chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Tân âm kim gặp đinh âm hỏa nên được gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ Tân Hợi sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Tân Hợi tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tháng 8 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bản mệnh dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Bản mệnh không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng, luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt, làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều lần. Do đó nên hết sức thận trọng, dù có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát,
chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi cho thấy rằng, tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Tân Hợi trong tháng 8. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng bản mệnh vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bản mệnh những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bản mệnh cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể, thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Với những người làm kinh doanh buôn bán, làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971, tử vi tháng này khuyên bản mệnh nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi, bản mệnh không còn trẻ, đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Gia chủ cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung, nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai, để giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình bản mệnh sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ với các thành viên. Quý vị thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, pha Tý, tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch 12 tháng 8 tới ngày 18 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Kỷ Tỵ, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 8 tới ngày 30 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Tân Tỵ, nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 8 âm lịch. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 8 tới ngày 15 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Bính Dần, nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 8 tới ngày 27 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Dần, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Tân Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Tân Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết tuổi Tân Hợi 1971 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.